xin kính chào toàn thể quý vị khán giả của bóng đá Việt Nam. Đây là hình ảnh mà những nhân viên của khách sạn Mường Thanh đang đón đoàn môn bóng đá nam của U23 Indonesia. Họ đã đặt chuyến bay đến Việt Nam vào buổi chiều tối ngày hôm nay và đây là thành viên đầu tiên của đoàn. À, các nhân viên của Mường Thanh đã được dặn dò rất kỹ là tiếp đón với sự chỉnh chu và nồng nhiệt cao nhất ngay lập tức có một nhân viên đã đưa người được coi là phụ trách đoàn của u ba Indonesia vào khu vực ngồi nghỉ và rót nước cho ông luôn. Phía sau thì là các thành viên trong ban huấn luyện cũng như là các cầu thủ đã đã di chuyển tới khách sạn Mường Thanh ở thành phố Việt Trì. Đây là xe mà cao thủ Indonesia di chuyển từ sân bay nội bài về đến Phú Thọ được bố trí bởi nước chủ nhà Việt Nam. Hầu hết thì chúng tôi nhìn gương mặt của các thành viên đại diện của indonesia đều rất hài lòng với việc chúng ta tiếp đón họ cực kỳ nhiệt tình rất đông những anh chị em báo chí phóng viên truyền hình cũng góp mặt để đưa những hình ảnh về ueba indonesia điều này đã khiến cho họ cảm thấy mình được trân trọng ngoài ra thì trực tiếp cả lãnh đạo của khách sạn mường thanh cũng như đại diện của tỉnh phú thọ cũng đã góp mặt để chào đón các thành viên của ueba indonesia đây là huấn luyện viên trưởng của họ ông Sintayang người đã mang đến thực sự là một luồng gió mới, một sự thay đổi quá lớn dành cho bóng đá Indonesia trong suốt thời gian vừa qua. Và như chúng ta đều biết thì Indonesia là đối thủ cạnh tranh và ứng viên cho danh hiệu huy chương vàng năm nay tại SEA Games. Họ cực kỳ quyết tâm để giành lại huy chương vàng từ tay của đội tuyển U3 Việt Nam chúng ta. Và chúng ta có thể thấy ngay lập tức đã có những thành viên của mường Thanh đến vâng, chúng ta có thể thấy rằng ông trưởng đoàn của Indonesia đã phải ghi lại những hình ảnh luôn bởi vì sự tiếp đón nhiệt tình của chúng ta ở đây có một nhân vật rất đặc biệt trong thành phần các cầu thủ indonesia sang thi đấu tại sea games đó là anh chàng được coi là renato sanchez phiên bản indonesia một cầu thủ rất quan trọng và có tốc độ rất là tốt và chúng ta phải rất cảnh giác với cầu thủ này đây rồi anh em thấy tóc giống renato sanchez không ạ vâng đây chính là người được coi là renato sanchez của indonesia một mái tóc rất nổi bật giữa các cầu thủ U23 đất nước này. Ở đây thì có cả băng rôn, banner và tất cả rất nhiều những khẩu hiệu để chào đón các đoàn vận động viên, các đoàn thể thao đến với Việt Trì, Phú Thọ và đặc biệt là đến với khách sạn Mường Thanh. Huấn luyện viên Si Tai Giang gần như là hài lòng với công tác tiếp đón, chuẩn bị. Mọi sự hỗ trợ từ phía khách sạn đều rất nhanh chóng từ việc làm thủ tục check-in và hỗ trợ để luân chuyển các đồ như vali, dụng cụ uh, tập luyện thi đấu và các hành lý khác của đội tuyển U3 Indonesia, một bó hoa tươi thắm cũng đã được chuẩn bị để đại diện bên phía nước chủ nhà Việt Nam sẽ trao tận tay dành cho đoàn u Indonesia. Chúng ta có thể thấy không một cầu thủ nào của họ là không có cốc nước dưa hấu ở trên tay cả. Rất là mát và họ cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Họ không phải chờ đợi quá lâu để có thể lên nhận phòng mặc dù đoàn của họ là rất đông. Bên ngoài hành lý cũng tương đối nhiều và chính cái sự tiếp đón nồng nhiệt này đã mang đến một yếu ứng thực sự là chúng ta thấy rằng các cầu thủ và cả ban huấn luyện của Indo họ rất thoải mái, họ rất thoải mái trong mọi công việc và không có một chút cáu gắt hay là phật ý gì cả. Đấy là một điều tuyệt vời khi mà chúng ta Việt Nam đóng vai trò nước chủ nhà đã làm được. Một khuôn mặt đầy tự tin của huấn luyện viên Sin Yang Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay nhớ bấm subscribe quay ngay kênh youtube bóng đá việt nam bấm chuông để nhận được nhiều hình ảnh và video thú vị chúng tôi gửi trực tiếp từ hiện trường như thế này cho quý vị và các bạn